Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Đường Tam có thể phục hồi Đại Minh và Nhị Minh đã hy sinh. Thế nhưng tại sao Vũ Hạo sau khi thành thần lại không phục sinh Tam Nhãn Kim Nghê đã hiến tế cho anh ta? Trong thế giới Đấu La Đại Lục, việc hồn thú chết rồi sống lại không phải là hiếm. Ngoài Đại Minh và Nhị Minh, Tiểu Vũ và A Ngân cũng được Đường Tam hoàn mỹ phục sinh. Hơn nữa những hồn thú này đều hy sinh vì hiến tế. Trong khi Vũ Hạo có số lượng hồn thú hiến tế cho anh ta còn đáng sợ hơn. Tuy nhiên anh ta chỉ phục hồi Thiên Mộng và Băng Đế, thế nhưng không phục hồi Tam Nhãn Kim Nghê. Vậy Tam Nhãn Kim Nghê, một loại hồn thú đế hoàng, đã hy sinh cho Vũ Hạo vì lý do gì? Và tại sao Vũ Hạo không phục sinh nó? Trong nguyên tắc Tuyệt Thế Đường Môn, khi mà Tam Nhãn Kim Nghê và Vũ Hạo hoàn thành việc kết nối thuộc tính, Vũ Hạo trở thành kiếp nạn mà Tam Nhãn Kim Nghê khó lòng tránh khỏi. Thế nhưng vì khám phá ký ức của Vũ Hạo về thế giới loài người đầy phong phú, nó quyết định hóa hình thành người và tự đặt tên là Vương Thu Nhi, sau đó tiếp xúc với thế giới mới mẻ này. Dù thế giới loài người đầy mới lạ, thế nhưng sau khi hết hứng thú, Vương Thu Nhi cảm thấy sợ hãi vì ngoài Vũ Hạo, cô không biết bất kỳ điều gì khác. Do đó, dưới sự thúc đẩy của sức mạnh số mệnh, cô gia nhập học viện xử lý khắc và bắt đầu mối tình oan trái giữa Vũ Hạo. Trong khi đó, Vũ Hạo đã xác định mối quan hệ với Vương Đông, Vương Thu Nhi vẫn không từ bỏ và tuyên bố sẽ cạnh tranh công bằng với Vương Đông để giành lấy Vũ Hạo. Tuy nhiên là một hồn thú hóa thành người, Vương Thu Nhi hiểu biết rất ít về tình cảm loài người. Trong thử thách tại Càn Khôn Vấn Tình Cốc, khi mà Vương Đông hy sinh để cứu Vũ Hạo, cô mới nhận ra tình cảm của mình với Vũ Hạo là không đáng kể. Sau đó cô quyết định trở về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, định quên đi Vũ Hạo. Thế nhưng vừa về đến rừng, cô dự đoán qua sức mạnh số mệnh rằng Vũ Hạo sẽ gặp kiếp nạn sinh tử chưa từng có. Vì thế cô không ngần ngại quay lại bên Vũ Hạo để cùng anh đối mặt với kiếp nạn này. Khi mà kiếp nạn thực sự đến, Vương Thu Nhi phát hiện ra họ không thể nào chống lại. Và để cứu Vũ Hạo, cô quyết định hiến tế toàn bộ sức mạnh của chính mình để giúp anh thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Sự hiến tế này đã để lại cho trong lòng của Vũ Hạo một tình cảm không thể phai mờ. Và trước khi cô hiến tế, anh còn chân thành bày tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho cô. Tuy nhiên điều bất ngờ là Đường Tam có thể phục sinh tất cả những người đã hiến tế, nhưng Vũ Hạo sau khi thành thần lại không phục sinh Vương Thu Nhi. Điều này khiến nhiều người thắc mắc, phải chăng tình yêu của Vũ Hạo chỉ là sự bỏ rơi vô tình? Thực ra sau khi Vương Thu Nhi hiến tế, Vũ Hạo luôn tìm cách phục sinh cô, nhưng Vương Thu Nhi không giống hồn thú bình thường. Cô là đế hoàng hồn thú ra đời theo vận mệnh. Khi mà cô sinh ra, sức mạnh số mệnh hoàn toàn tan biến khiến cô không thể nào phục sinh. Dù Vũ Hạo đã thành thần, anh cũng không thể nào kiểm soát được sức mạnh số mệnh vô hình này, nên anh không phải không muốn phục sinh Vương Thu Nhi mà là bất lực. Bởi sức mạnh của vận mệnh là đối lập, chỉ có một người tồn tại. Vận mệnh nhãn của Vũ Hạo đã tiến hóa thành thần khí, nó khác với hồn cốt thông thường như của Đại Minh và Nhị Minh. Vũ Hạo không thể nào bóc tách vận mệnh nhãn ra khỏi cơ thể. Điều kiện tiên quyết để phục sinh chính là cần phải có hồn cốt, trong khi hồn cốt mà Vương Thu Nhi để lại chỉ là đầu bộ hồn cốt. Đường Tam đã tách hồn cốt ra để hồi sinh Tiểu Vũ, lúc đó cần chặt đứt cánh tay có chứa hồn cốt của Tiểu Vũ. Về phía Vũ Hạo, đầu bộ hồn cốt là nằm ở đầu, chặt đầu coi như là hỏng, vì lẽ đó Vũ Hạo có muốn cũng không được. Điều này thể hiện sự vô thường của số mệnh một cách rõ ràng. Sự hiến tế của Tam Nhãn Kim Nghê là biểu hiện tình cảm sâu sắc nhất của cô dành cho Vũ Hạo, và việc Vũ Hạo không thể nào phục sinh cô trở thành tiếc nuối lớn nhất ở trong đời anh. Có lẽ đây chính là sự tàn nhẫn của thế giới Đấu La. Dù trong lòng có vô hạn tình yêu và kiên trì, thế nhưng một số mất mát không thể nào bù đắp, chỉ để lại tiếc nuối vô tận trong dòng thời gian. Tuy nhiên sự tiếc nuối và đau thương này cũng giúp Vũ Hạo hoàn thành sự lột xác thực sự của cuộc đời, học cách giữ vững niềm tin trong số phận tàn khốc và tìm kiếm hy vọng mới trong những mất mát không thể khắc phục. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.